like Celine, not a flex, ayy. Bumpin' Justin Bieber, a favor ain't left, ayy. She know what she need, all I need, all she blessed, ayy. Giving you my best, ayy. Got my heart, I'ma stay here with a knife. Chắc chắn là tụi tôi dính lời nguyền là không thể nào ra đường mà kiểu đi thẳng ra cửa, cũng không quên được. Quên tiền, quên điểm xe, hay ghê. Mà giờ 2 giờ chiều rồi, không phải brunch nữa, mà là lunch với dinner. So it's either lunch or dinner. It's a dunch. So we go dunch. On our way to dunch. Oh yes, this is delicious. When I say fry it, this is what I want. That is just pure heaven. I give up, I die. Mà lựa ra được chắc 10 chứ. Ai hỏi ăn kem không mày đặt không? Cái nãy giờ lấy cái kem chưa cho vợ miếng nào. Ơ kem ngon ghê. Đồ má nó ca. Quán nhìn thần tiên mộng mơ vậy thôi nha mọi người. Đồ cay kìa bá. Nguyên cái clip vlog này là toàn chữ bíp 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 không. Tối ngày đồ có nhức chân quá, đồ có khai quá. Chị trời. Đây là hình ảnh của một thanh niên cãi vợ. Bây giờ cay quá chịu không nổi, phải để vợ chở. Để ngồi sau ăn kem. Ariel. You know yeah. Ariel but Disney version. This is seashells. Oh. Ha ha ha. Matching teddy bear. Uh-huh. Sure. I'm alright. We're rolling now. Travis Scott, let's go. Let's go. He decided to be one with the door. Okay, who wanna bet? I bet he's still here when we came come home tonight. Okay. I bet he's still gonna be there when we leave. Huh? Rolling out day 3. Everyone try to like crack tới crack lui. Yeah, sure. Shut up. Day 3. Drop. What? Travis Scott. Lại đi vô đây nữa. Ê chàng. Con quỷ. Let's go. Festival husband is arm again. I want to hear y'all scream it. Just real rap, no mumble. Yeah. My skin's black like mumble.
bitches. Hey, 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 hey. Ở đây người ta truyền ra bình đá nè, nước với lại gì nữa, mấy cái cây tẩm dầu để ta ngửi để không bị xỉu á, chứ má ta cũng muốn xỉu á. Nóng quá, nóng lắm luôn. Mà coi.
Hay quá. Cưới nhau 2 năm rồi mọi người, giờ hỏi cái gì cũng hả? Bỏ attitude vô hết trơn á. Attitude cái gì? Then think about your question before you ask me. Thì giờ chồng mới chạy xe theo, vợ đi taxi, vợ thấy tội nghiệp thì giờ hỏi. Vậy giờ sao? Giờ bắt cái xe lên đầu chạy bộ cho lại ha. Vậy. Like what do you expect me to answer? Mình sẽ đi tốt ở đây 2 ngày xong rồi về lại Sài Gòn. Móc khóa rồi đó. Lần đầu tiên thấy cái móc khóa nó bự vậy luôn. Ok, mở mọi người. Đi Don't you let out an antidote. Anana is all I know. In the hills is all we know. Ủa cái gì vậy? Mở cái rèm cũng xong đó. Don't you open up that window. Little private pool. That's the beach. Đây là ngôi nhà mà chúng ta sẽ detox. Đi về quá à. Này để gì vậy? Chỗ vô ngủ tối nay. Đây là chỗ chỗ vợ ngủ. Đó, vô ngủ bển. No. Thôi chỗ này nó có nệm, nó cũng êm lắm. Vô ngủ đây đi. Này nè.
ngồi ngủ canh giờ giờ nằm đây. Cái đây nằm gió mát luôn đó, tối nay ngủ ngoài nha. Trời quá đã luôn, sáng ngủ dậy cái nhảy xuống hồ bơi đã không, sướng cái sợ rồi. Vậy nha bye, đóng cửa lại. Đi xe máy đúng luồng lách luôn. Cuối cùng cũng tìm được một cái quán ăn. Chỗ này nhìn cũng đông đúc nè. Looks good. Oh, thank you. He doesn't even bother if it's okay. He could like order or not, but okay. What is that? Oh, I think it's a crab. Vú bự ăn mì gói ngon. Cái dại cơ. Cái thơm bự cho bác. Quá. Ăn xong qua đây thấy có một chị bán xôi xoài. Đây mình phải khóa cửa rồi mình mới đi được. Ok. Đây là khu vườn. Ôi lộn, cái khu làng. Có mấy cái villa nhỏ nhỏ. A very busy breakfast morning. We're about to have breakfast for 10. Ăn thêm món gì nữa không? Cái này nó có cereal. Cái là chim bồ ăn quá trời luôn. Our lazy day at the beach. Chương trình detox 2 ngày sau fest bắt đầu. Wow. Chúng ăn con gì? Cho vô con này nha, không biết là con gì luôn. Giống chicken nugget. Ê ngộ thấy không? Nguyên còn nguyên con cua, còn nguyên hình dạng, còn nguyên hình dạng con ghẻ chứ lộn. Còn nguyên hình dạng luôn á mọi người. Ở đây có hiện hình nguyên con ghẻ nè. Con gợi. Con gợi number one. Thử có con gợi number two đi đi. Biết gì? Thử là bé. Không cần con gợi number two nữa, con gợi 1.0001. Gì đập rùi hả? Tới rồi bé. Mạch. Ăn wow, đi. Come on. Nhà mình đâu? Right here. Nhà mình đây, ha ha. Cái villa của mình ở là ngay cái hướng của sunset á, nên nắng buổi chiều vô chụp hình rất là đẹp. Đẹp không chú em? Đẹp. Chuẩn bị làm một cái chuyện rất là tourist. The floating market. Đi chợ nổi. Where is it? Oh, it's right there. Daddy, your floating market. Chợ nổi là phải mua vé nha mọi người. 200 bạc một người. Là nhiêu? 140. Mắc vậy? Got the sticker, now you can do it. Awesome. Now self-identify as Pattaya floating market. Looks great. Where are you from? We're from Vietnam. Vietnamese. Wow, yeah. Thank you. Mình đây mình chỉ muốn đi ăn thôi mà mấy bạn. Món đầu tiên mà tụi mình xài vô chính là xôi với thịt nướng. Ủa hả? Chị có gọi? She's like, oh, that's very spicy. Mà nói cay á. Phật ơi. Cay hả? Gọi quá phật. The floating market and naked man. Good luôn. What are you looking at? Okay, that's convenient. Rồi mới bê cái tô ra tưởng này ớt không mọi người hết rồi. À thì nhìn kỹ là tép với lại tỏi. Ừ. Đúng rồi. Không bán. Hấp một miếng rồi. Bốc miếng mì lên coi. Do some noodle pool. Oh yeah. Got it. Oh my
my god, let me help you. Oh my god, I'm having a baby! Relax, Tina, it's just a baby. Everyone. Look very sketchy, but it's only 20 baht. Let's go. Hey, you know it's gonna be better than the... than the Van Gogh thing. Show. Oh, the Van Gogh show, okay. Hello. 20 baht. Một cái đứa nào nó vẽ cả đời xong rồi giờ nó không biết làm gì, nó dựng vô đây xong bắt mọi người cho tiền hả? Không ai phụ mọi người cho tiền. No, it's like to pay 20 baht is to go into someone's backyard. To go look at some of this. Đi dễ đẹp. Hả, có kìa các bạn. Các bạn đang ngán rồi. Đừng có nói tôi dễ xấu nữa. Ủa, có người ở trong kia kìa. Ừ, em đang vô coi á. Really? Coi Ủa, có ai ngu hơn mình á. Rộng mở. Này, ai đi hướng này vô là khỏi biết tính tiền luôn. Em quay rồi đó. Hi. Last day ở Pattaya. Nếu mà không có fest thì là không có lễ hội gì, chứ không bao giờ quay lại Pattaya đâu má. Pattaya là kiểu old people. Just, no, they are old. The old là... people looking for lady boys. Ở đây kiểu giống như nó không có không biết nữa. Nói chung là mình theo cái trải nghiệm của mình đó thì Phuket với là BB vui hơn rất nhiều. Ừ. Ở đây với lại biển ở đây cũng không đẹp lắm. Ừ. Ở đây chán. Làm tốn tiền thuê cái villa má, nhưng mà ok, villa cũng dễ thương. So cute, chúng ta coi. Đó, ngày cuối của Pattaya rồi. Bye bye cô chú các bạn đi kìa. Bye bye mọi người. Trip tiếp theo mình đi đâu đấy chồng? Actually trip tiếp theo thì tôi đã có cái bucket list là tôi muốn Indonesia, here we go. Indonesia tụi mình sẽ đi Indo, nhưng mà chắc là sẽ ghé Bali một thôi. Còn lại thì có cái chỗ này mình muốn đi, sẽ cho mọi người xem sau. Bye guys, thank you for watching. I feel like this is the first outro we ever did. Probably. A piece.